Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu xác định dịch bệnh Ebola đang trở thành một nguy cơ đe dọa toàn cầu và ông cam kết cùng cộng đồng quốc tế ngăn chặn nạn dịch này. Theo chức, tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, thì đến nay đã có hơn 2.400 người thiệt mạng vì Ebola. Trong bối cảnh này, thì vào ngày mai 18 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có một cuộc họp khẩn cấp về Ebola nhằm tìm kiếm giải pháp tăng cường khả năng ứng phó toàn cầu trước sự bùng phát của dịch bệnh này phát biểu tại trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh liên bang tại thành phố atlanta thủ phủ bang georgia tổng thống barack obama cho biết Dịch Ebola lan tràn tại khu vực Tây Phi trong những tháng qua không chỉ là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ mà còn là một nguy cơ đe dọa mang tính toàn cầu. Ông Obama cảnh báo nếu đại dịch Ebola không được cộng đồng quốc tế cùng nhau ngăn chặn vào lúc này, thì hàng trăm nghìn người có thể bị lây nhiễm, gây ra những tác động to lớn cả về kinh tế, chính trị lẫn an ninh quốc gia của tất cả các nước. Xác định đại dịch Ebola đang trở thành mối nguy cơ đe dọa toàn cầu, Liên hợp quốc cũng tuyên bố sẽ nâng số tiền cần huy động để đối phó với dịch bệnh lên gần 1 tỷ đô la Mỹ. Các gấp gần gấp đôi so với mức dự tính đưa ra cách đây chưa đầy một tháng, trong đó riêng Liberia, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ cần khoảng một nửa số tiền đó.